Yes. Ủa nó tự nhảy hả? À không, không, nó không tự nhảy. Ừ. Má đi. Ủa từ từ, con từ từ. Cái này mình có thể giải thích là mình mới mua cái bàn phím mới nên là mình chưa quen. Từ từ, cái này là mình mới mua bàn phím mới cho nên là mình chưa quen nhé, xin lỗi. Sorry. Mới mua bàn phím mới chưa quen. Ok, làm lại. Trời ơi. Bàn phím xịn quá, chưa quen. Trời ơi, bàn trời đang tiến về phía trước với độ chính xác rất cao. Làm lại xíu. Tôi vừa nó rất cao mà. Sao nó lại như thế này?